chế xe hay là sửa chữa xe gì cả. Mà clip hôm nay thì mình sẽ giải đáp một số cái thắc mắc về vấn đề đặt hàng ở bên Kim Motul. Thì có một số anh em là có thắc mắc về cái giá cước vận chuyển ở bên Kim Motul. Ở cái clip này thì mình cũng xin nói luôn là sản phẩm bên mình thì mình bán là hoàn toàn không bao giờ là bao phí ship cho anh em nhé. Cái việc bao phí ship cho anh em đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ phải tăng cái giá thành sản phẩm lên. Thì hiện tại bên Kim Motul là không hỗ trợ cái việc là bao ship cho anh em nhé. Đó, thì những anh em nào mà sẽ theo dõi cái clip này thì anh em cũng có thể là nắm được và hiểu cho mình. Đó, thì cái cách thức mà đặt hàng bên Kim Motul ấy thì anh em chỉ cần là cung cấp cho mình xin họ tên, địa chỉ, số điện thoại thì bên mình sẽ ship theo hình thức là COD. Anh em nhận hàng thì thanh toán tại nhà, đó rất tiện cho anh em, không phải chuyển khoản, không phải trả trước thì sợ là không nhận được hàng đó. Thì hiện tại bên mình thì cũng có nhiều anh em có hỏi là muốn mua sản phẩm của bên Kim Motul ở trên Shopee hay là trên Lazada. Để theo nguyện vọng của anh em thì từ bây giờ là bên Kim Motul sẽ bán thêm một gian hàng ở trên Shopee anh em nhé. Đó thì anh em có thể là vào Google hay là vào những cái kênh ở trên điện thoại của các bạn đó. Thì anh em có thể là kích vào Shopee này. Nếu như anh em nào chưa tải Shopee thì anh em có thể là lên CS Play hoặc là App Store để tải cái Shopee đây. Thì anh em vào đây mua bán thì nó cũng rất là tiện. Nó có những cái so sánh giữa các cái gian hàng với nhau. Ok. Thì để tìm được những cái sản phẩm bên Kim Motul ấy thì mình có đặt tên shop luôn là Kim Motul đó. Thì anh em hãy vào cái dòng tìm kiếm ở đây này, dòng tìm kiếm ở đây thì anh em chỉ cần đánh gõ cái chữ Kim Motul thì anh em kích vào thì nó sẽ ra một cái dòng như thế này. Anh em chỉ cần kích vào cái mục biểu tượng của bên mình đó thì là nó đã ra được cái sản phẩm ở bên mình đó. Đó, đây là toàn bộ cái shop của mình bày bán ở đây. Đó, hiện tại thì mình cũng đã bày bán được 15 mặt hàng ở đây. Thì sắp tới là mình sẽ update thêm một số các cái mặt hàng ở bên mình nữa. Đó, thì ở đây có ổn định điện này, kích đèn này, đèn LED, passing các thứ là mình đã up lên đây. Đó, IC tăng áp được sớm này. Đó, buji các thứ. Đó, thì anh em quan tâm đến cái sản phẩm nào thì có thể là vào đây mua. Thì nó có một cái hay cái như thế này này, là khi anh em đặt mua các cái sản phẩm bên này thì là do bên Shopee nó sẽ trợ giá cái cước vận chuyển đó, thì anh em sẽ mua được rẻ. Ví dụ như mình sẽ tính như này, ở bên mình đang bán cái sản phẩm này ổn định điện này là 100 đến 150.000 đồng. Nếu như mình ship cho một anh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở quận nhất chẳng hạn đấy, là nội thành, thì cái phí ship nó chỉ rơi vào dao động từ 30 cho đến 40.000 đồng đó. Còn cũng là khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như quận 12, nó xa trung tâm, nó phí nó sẽ lên, có thể là lên 45 cho đến 50, thậm chí là hơn 50.000 đó. Thì có một số anh em đã đặt hàng bên sản phẩm bên mình về rồi và đã không hài lòng về cái tiền vận chuyển thì anh em đã trả lại hàng cho mình. Như thế thì nói thẳng ra là cũng hơi bất công cho mình. Thì sản phẩm bên mình bán là mình chỉ thu cái giá mà bên mình đưa ra. Ví dụ như cái sản phẩm này bên mình đưa ra là 150.000 đồng cho một sản phẩm đó, thì mình ship cho một anh ở khu vực nội thành nó sẽ rơi vào tầm 30 cho đến 40.000, thì anh ấy ok, anh ấy chấp nhận thì anh ấy lấy hàng. Còn một anh cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ ở quận 2, nó xa khu trung tâm đó, thì địa chỉ của anh ấy lấy theo địa chỉ xã phường chẳng hạn, thì nó trực thuộc xã phường thì cái giá ship thì nó lại tăng lên, có thể là 50 hoặc trên 50 ngàn đó, thì anh ấy không đồng ý lấy hàng, anh ấy bảo như thế là đắt đó. Thì cái này là do đơn vị vận chuyển. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bán cho anh em ở trên Shopee này, thì cái giá ở trên Shopee này sẽ được bên Lazada hỗ trợ giá vận chuyển một nửa. Thì có thể là ví dụ như mình cũng là một anh ở địa chỉ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đi, mua thẳng bên mình nó sẽ có cái giá là cước vận chuyển là rơi vào tầm 50 hoặc trên 50.000 tùy địa chỉ của anh đấy.
Nhưng nếu như khi anh em mua ở trên Lazada này hoặc là trên Shopee này thì cái giá cước vận chuyển nó sẽ giảm xuống một nửa, nó chỉ rơi vào tầm mười mấy cho đến 20.000 hoặc hơn 20.000, gọi là 30.000 gì đó. Thì cái này là do đơn vị vận chuyển nó tính thì mình cũng không rõ lắm. Đó, đây là cái clip này thì mình cũng nói qua cái cách thức mà mua hàng trực tuyến ở bên mình. Một là có thể anh em liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0165 614 6858, gặp cái mô tun có thể mua hàng trực tiếp, hoặc là anh em có thể là mua ở trên Shopee. Đó, thì một thời gian nữa thì mình sẽ nghiên cứu ở trên cái cách bán hàng ở trên Lazada xem nó như làm sao. Nếu như nó ok, nó dễ đăng sản phẩm để bán ấy, thì mình cũng sẽ bán ở trên Lazada. Đó, thì ở đây thì mình cũng mới đăng được có 14 hoặc 15 sản phẩm. Đó, thì ở cái này thì mình cũng chưa chưa hiểu rõ lắm về cái cách thức mà quản lý đặt nguồn hàng ở trên Shopee ở đây. Ví dụ cái sản phẩm bên mình ở đây là mình để bán là cái kích đèn siêu sáng cho xe máy ở đây, và cái ổn định điện ở đây là mình đã đưa nó vào cái dòng là phụ kiện xe máy, mà ở đây thì nó lại hiện lên là cái là thiết bị điện gia dụng đó. Cho nên là một số anh em là nếu mà tìm cái từ mà ổn định điện sạc xe máy hoặc là ổn định điện V2 ở đây nó sẽ không lên anh em nhé. Đó, thì cái này ví dụ như ở đây mình đưa cái bóng đèn ở đây thì nó cũng lên cái phụ dòng phụ kiện xe máy đó, thì nó lại ở đúng. Nhưng mà cái này là mình đưa vào phụ kiện xe máy thì nó lại nhảy lên là dòng thiết bị điện gia dụng đó. Cho nên là mình cũng chưa hiểu lắm về cái cách mà đưa sản phẩm lên ở trên này. Thì lưu ý với một số anh em là có thể là muốn tìm những cái sản phẩm bên Kim Motul này, thì anh em chỉ cần đánh là chữ Kim Motul ở trên cái mục dòng tìm kiếm ở đây, sau đó là bấm vào cái mục cái kính lúp ở đây để tìm sản phẩm bên mình, thì nó sẽ ra luôn là cái shop của mình ở đây. Đó, có cả ảnh của mình như mọi khi các bạn cũng đã quen thuộc ở bên mình rồi đó. Mình vẫn đây là Kim Motul đó, thì anh em nào quan tâm thì có thể là tham khảo và lượn một vòng trên Shopee. Thì ngoài việc mua những sản phẩm bên Kim Motul thì anh em có thể là so sánh giá ở các cái gian hàng khác, hoặc là mua thêm một số các phụ kiện ở gian hàng khác đó, thì nó cũng rất là hay đó. Ví dụ như bên mình ở đây thì có cái con ổn định điện là mình kích vào đây, giá là ở đây đó. Thì cước vận chuyển các thứ ở đây, thì cái này nó còn phụ thuộc vào cái phí cước vận chuyển này, nó sẽ phụ thuộc, nó thay đổi theo cái địa chỉ của bạn đã đăng ký ngay từ đầu ở trên Shopee anh em nhé, thì nó sẽ hiện lên giá cước ở đây đó. Thì ở đây là chi tiết sản phẩm, đánh giá, bình luận các thứ thì mình vừa mới đánh up lên thì nó cũng chưa có những cái đánh giá và chưa có những bình luận. Và đây là những cái nội dung của cái sản phẩm bên mình là mình có viết ở đây, thì anh em có thể là tham khảo. Ví dụ như là cái màu cách lắp này, màu dây ổn định điện này, một dây đỏ, một dây đen và hai dây vàng đó, thì có thể gắn cho xe Honda màu dây như thế nào, gắn cho xe Yamaha màu dây như nào thì mình đã ghi rõ ở đây rồi đó. Thì anh em có thể nghiên cứu ở đây đó. Ok, vậy là cái clip này là mình đã chia sẻ với anh em những cái sản phẩm bên mình sắp tới này là mình sẽ bày bán hết ở trên đây. Khi mà mình bày bán ok thì anh em có thể mua trực tuyến ở trên Shopee đó, thì anh em cũng không cần thiết phải mua qua bên Kim Motul nữa. Thì thời gian gần đây thì có rất nhiều anh em mà đặt hàng ở bên mình về và có giả lại cái sản phẩm bên mình đó. Đây ví dụ như ở đây có một số các cái sản phẩm mà đã giả lại bên mình này. Thứ nhất là những anh này hay thắc mắc về cái giá ship đó, thì đây là mình có cho anh em coi luôn đó. Anh em này hay thắc mắc về cái giá ship đó. Đây là sản phẩm chờ giao lại thì trong vòng khoảng ngày mai thì bên đơn vị chuyển phát nhanh họ sẽ giao lại cho anh em đó. Tình trạng này thành công đó, đầu tiên thu hộ đó. Ví dụ là ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 thì bên mình ngày hôm nay là bên mình đã giao được 30 đơn thành công cho anh em đó. Thì hiện tại là cái sản phẩm bên mình cũng đã dồi dào về hàng, thì anh em có thể đặt hàng cái là bên mình sẽ có ngay. Ở trên Shopee ấy, thì có một số cái sản phẩm
là mình có đề là phải chờ trong vòng 7 ngày. Đó thì trong trường hợp là bên mình đột xuất hết hàng thì anh em có thể đặt, mình sẽ giao hàng sớm hay muộn là sẽ có thông báo trực tiếp đến anh em qua chat cho khách hàng đó. Ok. Đó thì anh em đã biết phần nào là cái giao diện bán hàng ở trên kênh của mình. Đó, thì anh em nào mà hay đặt hàng trực tuyến ấy, thì anh em cũng đã nắm được cái cách thức mà đặt hàng ở trên này rồi. Thì khi anh em đặt hàng nó sẽ có những cái bảng mà điền thông tin ngày tháng năm sinh hoặc là địa chỉ các thứ nọ kia, số điện thoại nọ kia để hàng nó sẽ đến tận tay anh em đó. Ok, thì cái clip này là mình đã truyền tải cái cách thức mà bán hàng ở trên Shopee ở kênh của mình rồi. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi và anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn anh em.